Hello, em chào tất cả các bác. Em giới thiệu một chiếc đồng hồ treo tường đến từ thương hiệu Seiko. Chiếc này đến giờ là mở 12 mặt nha các bác. Seiko made in Japan. Chiếc này hoành của nó to lắm nha các bác. Chiều cao của chiếc này là 42 cm, còn chiều ngang là 43 cm. Sâu vô là 8,5 cm. Chiếc này có âm lượng lớn nhỏ của nhạc luôn nha, và có công tắc để tắt chuông luôn. Giờ anh test thử nha, chỗ này là chỗ lo nè, nút để test nè, nhấn vô nè. Đến giờ là đổi kiểu nhạc khác nhau luôn nha. Chiếc này rất đẹp nha các bác, dòng này dòng cũng dòng sưu tầm. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.